Thưa quý vị, tiếp tục chương trình phiên họp thứ 14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Sáng nay 10 tháng 8, Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về công tác cấp thẻ căn cước công dân, việc cấp và sử dụng hộ chiếu phổ thông mẫu mới, xây dựng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, kết nối với các cơ sở dữ liệu chuyên ngành, bảo đảm quyền khai thác thông tin của cơ quan tổ chức cá nhân theo quy định pháp luật và vấn đề bảo mật thông tin. Phiên chất vấn và trả lời chất vấn bằng hình thức trực tiếp và trực tuyến đến 62 địa phương trong cả nước. Điểm tại Cần Thơ có ông Lê Quang Mạnh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Cần Thơ, các đại biểu Quốc hội, đoàn đại biểu Quốc hội thành phố, cùng dự có ông Phạm Văn Hiểu, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng nhân dân thành phố. Một số nội dung được chất vấn với Bộ Công an gồm: công tác quản lý nhà nước về an ninh mạng, vấn đề an toàn đối với hệ thống an ninh mạng quốc gia trong giai đoạn hiện nay, giải pháp ngăn chặn xử lý nghiêm tội phạm công nghệ cao, tình trạng đánh bạc, lừa đảo, đưa tin không chính xác, phát tán các video phản cảm độc hại, phòng chống tội phạm, nhất là tội phạm về ma túy, tín dụng đen. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu đề cập là việc cấp hộ chiếu mẫu mới. Tại báo cáo gửi các đại biểu Quốc hội trước phiên chất vấn, lý giải về việc hộ chiếu mới không có thông tin nơi sinh, Bộ Công an cho biết, theo quy định của Tổ chức Hàng không Dân dụng Quốc tế ICAO, các thông tin khác như nơi sinh tùy thuộc vào từng quốc gia, không bắt buộc phải có. Bên cạnh đó, luật xuất cảnh, nhập cảnh cũng quy định các thông tin trên hộ chiếu không có nơi sinh.